Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tương Quang. Sau đây là nội dung chính có trong chương trình tối nay. Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về báo cáo của đoàn giám sát và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến năm 2023. giá trị hàng hóa xuất khẩu 10 tháng năm 2024 tăng 14,5%. Trong phần tin thế giới, Liên minh cầm quyền tại Nhật Bản chính thức mất thế đa số tại Hạ viện. tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, hôm nay Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về báo cáo của đoàn giám sát và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. Thảo luận về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. Các đại biểu cho rằng chính phủ cần tiếp tục có chính sách ưu đãi đủ sức hấp dẫn để phát triển nhà ở xã hội. Liên quan đến giá bất động sản tại một số thành phố lớn tăng cao trong thời gian qua, cử tri lo lắng trước các hiện tượng thổi giá, tạo sóng, gây nhiễu loạn thông tin thị trường nhà đất. Đại biểu kiến nghị chính phủ cần có chính sách đánh thuế với bất động sản thứ hai nhằm tránh tình trạng đầu cơ, đẩy giá đất lên cao. Đồng thời tăng cường nguồn cung về nhà ở xã hội, đưa giá bất động sản về đúng giá trị nội tại. Về định giá đất, đại biểu cho rằng mặc dù báo cáo đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế và vướng mắc lớn trong việc định giá đất, tuy nhiên các giải pháp liên quan đến định giá đất đưa ra trong dự thảo nghị quyết còn mang tính chung chung, chưa đủ cụ thể để tháo gỡ các vấn đề thực tiễn đối với việc phát triển nhà ở xã hội. Qua kết quả giám sát và thực tế tại các địa phương cho thấy, còn một số tồn tại, hạn chế, bất cập, đặc biệt là nhiều quy định có hiệu lực thi hành nhưng vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể, dẫn đến tình trạng mâu thuẫn, trồng chéo, vướng mắc trong thi hành, nhất là đối với quy định chuyển tiếp. Thành viên chính phủ có liên quan giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu. Chiều nay, Quốc hội đã nghe tờ trình về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Giá trị xuất khẩu của tỉnh Tuyên Quang trong 10 tháng năm nay ước thực hiện đạt trên 139 triệu đô la Mỹ, bằng gần 82% so với kế hoạch năm 2024 và tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. nhiều doanh nghiệp đang không ngừng đầu tư, áp dụng tự động hóa trong sản xuất, áp dụng công nghệ quản lý mới, nâng cao chất lượng, thay nghề công nhân để giảm giá thành, tăng năng suất lao động, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm và bắt kịp xu hướng tiêu dùng của thị trường. Cùng với đó là các biện pháp tăng cường hợp tác, tạo lập và hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất nguyên liệu đến xuất khẩu nhằm nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng, giảm chi phí giao dịch và chi phí sản xuất. Phần đầu đến hết năm nay, giá trị xuất khẩu hàng hóa của toàn tỉnh sẽ đạt 170 triệu đô la Mỹ. Những năm gần đây, xã Đạo Viện huyện Yên Sơn đã triển khai hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững. Nhiều đảng viên, người có uy tín đã phát huy vai trò của mình trong việc tuyên truyền vận động người dân đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Vai trò vị thế của những người có uy tín trong cộng đồng được phát huy mạnh mẽ, trở thành những điểm tựa vững chắc của bà con. Ông La Viết Thanh, chi bộ thôn 4 xã Đạo Viện, là đảng viên gương mẫu với 45 tuổi đảng ông là người có uy tín trong thôn nên mỗi buổi sinh hoạt tri bộ là dịp để người đảng viên lớn tuổi này chia sẻ, đóng góp các ý kiến, góp phần xây dựng thôn, xóm và phát triển các mô hình kinh tế trên địa bàn. người uy tín ở trong thôn ấy thì rất là quan trọng người có uy tín này vừa vừa là người kết nối giữa uh, tri bộ và uh, nhân dân. khi xã đạo viện triển khai chủ trương mở rộng tuyến đường giao thông này, ông là Viết Thanh đã cung cấp ủy chính quyền địa phương đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động phân tích để hiểu lợi thế của việc mở rộng và làm đường. Từ đó bà con đồng thuận tích cực hưởng ứng. Người có công góp công, người có của góp của. Với sự chung tay góp sức của hơn 40 hộ dân, tuyến đường được hình thành, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con sản xuất, vận chuyển, khai thác gỗ có đường đi thuận lợi, số lượng hộ gia đình đăng ký mô hình trồng rừng gỗ lớn cũng ngày một tăng lên. Một số hộ còn thực hiện thử nghiệm nhiều mô hình kinh tế dưới tán rừng, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Bản thân tôi cũng xác định là thôi mình đã là người uy tín thì mình phải có trách nhiệm cao hơn mọi người. Đấy, cho nên tất cả mọi công việc của thôn bản đi ra thì bản thân phải gần đầu tàu gương mẫu và đi đầu trong mọi công việc, là đôn đốc bà con nhân dân thực hiện các cái tốt các cái chủ trương chính sách của ở địa phương là cũng của cấp trên đề ra là phải chấp hành một cách nghiêm chỉnh trong đó có bản thân tôi là và gia đình thì mình phải gương mẫu đi đầu có sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng chính quyền cùng những đóng góp tích cực của những đảng viên người có uy tín giúp xã đạo viện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế giảm nghèo hàng năm Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng một người một năm. Số hộ nghèo giảm 133 hộ, cận nghèo giảm 33 hộ, đạt 140% mục tiêu đề ra. Từ đầu năm 2024 đến nay, thu nhập bình quân đầu người tăng, ước đạt gần 37 triệu đồng trên người trên năm, đạt 98% kế hoạch đề ra. Số hộ nghèo giảm dần 100 hộ, cận nghèo giảm 37 hộ. Đạo viện dân thực hiện hóa mục tiêu đến cuối năm nay tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 25%, tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 6%. Phát huy những cái vai trò uy tín đó thì cũng đã góp phần rất tích cực trong cái việc tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc. Thứ hai thì là cũng phát huy tốt cái vai trò trong cái phát triển kinh tế xã hội ở trên địa bàn do đó, đó thì tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thì à, cơ bản ổn định. Từ thực tiễn ở xã đạo viện cho thấy việc đổi mới tư duy lãnh đạo theo hướng gần dân, sâu sát cơ sở của các cán bộ đảng viên, kịp thời động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong cuộc sống. Những cán bộ đảng viên người có uy tín tiên phong, gần gũi với nhân dân, hiểu dân đang tiếp tục được huyện Yên Sơn nhân rộng để ngày càng củng cố và nhân lên niềm tin của nhân dân với đảng. Tại huyện Sơn Dương, hàng nghìn hộ nghèo được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Đây là nguồn động lực để phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững tại việc làm xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Với quyết tâm thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển sinh kế, giúp cuộc sống của nhiều người dân ở xã Tân Trào từng bước ổn định. Từ sự hỗ trợ của xã, gia đình anh Đỗ Ngọc Truyền, thôn cả, được vay 100 triệu đồng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đầu tư chăn nuôi lợn rừng. Vừa chăn nuôi, vừa tích lũy kinh nghiệm, đến nay đàn lợn của gia đình phát triển tốt. Bình quân một năm cung cấp trên 200 con lợn giống ra thị trường. Dòng lợn này thì nó có nhiều cái ưu điểm. Thứ nhất là nó có khả năng nó chịu được về các thời tiết khắc nghiệt cái thứ hai về cái nguồn thức ăn thì vừa rẻ vừa dễ tận dụng trong các phế phẩm về nông nghiệp chỉ cần bổ sung như vậy là đã đảm bảo cho cho lợn sinh sản kể cả lợn bò cho vay đối với hộ nghèo là một nội dung trong những chương trình tín dụng có sức lan tỏa nhận được sự đồng tình hưởng ứng của cấp ủy chính quyền các cấp phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện sơn dương phối hợp chặt chẽ với các xã thị trấn trên địa bàn kịp thời thông tin tuyên truyền về những nội dung mới liên quan tới chương trình cho vay để người dân nắm rõ chú trọng việc giám sát trước khi cho vay, đảm bảo người vay thuộc đối tượng thụ hưởng, có đủ điều kiện vay vốn, có phương án sử dụng vốn vay hiệu quả. Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức tập huấn cho cán bộ thực hiện công tác ủy thác, đặc biệt là phương pháp kiểm tra giám sát theo kế hoạch, nâng cao hiệu quả hoạt động tại điểm giao dịch xã, tổ tiết kiệm và vay vốn. Hiện nay, dư nợ cho vay đối với hộ nghèo trên địa bàn huyện đạt gần 265 tỷ đồng với trên 4.800 hộ vay vốn. Căn cứ trên danh sách hộ nghèo đã được Ủy ban Nhân dân các cấp phê duyệt, giả soát khách hàng đúng đối tượng, có nhu cầu vay vốn để hướng dẫn khách hàng thiết lập hồ sơ, bình xét cho vay để đảm bảo cho vay đúng đối tượng và có hiệu quả. thì Thông qua nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sơn Dương, thì hộ nghèo trong toàn huyện đã mạnh dạn đầu tư để sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay đã có hàng nghìn lượt hộ nghèo đã được tiếp cận với nguồn vốn vay và sử dụng vốn vay có hiệu quả. Nguồn tín dụng ưu đãi đã trao cần câu giúp hàng nghìn hộ nghèo ở huyện Sơn Dương có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. Thời gian tới, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Sơn Dương tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng để hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn được tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh nhất để phát triển kinh tế gia đình đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác và các cấp ủy chính quyền địa phương triển khai giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2024 theo mục tiêu đề ra. Thưa quý vị, lạc là loại cây trồng đã gắn bó lâu đời với người dân xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa. Những năm gần đây, cây trồng này được sản xuất tập trung và đa dạng hóa mẫu mã, chủng loại, trở thành một trong những cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương này. Lạc đỏ và lạc trắng là hai sản phẩm đang được gia đình ông Quan Văn Lương, thôn Bản Chẳng, lựa chọn để tiếp tục canh tác trên 1 200 m vuông. Tham gia dự án trồng lạc liên kết của xã với các công ty theo hình thức đặt hàng, sản phẩm làm ra tới đâu được bao tiêu tới đó. Người nông dân này đang tiếp tục tập trung chăm sóc để hướng tới vụ lạc mới cho năng suất cao hơn. Có cái dự án cây lạc này, gia đình tôi cứ duy trì cái cây lạc này làm liên tục cứ thay hết vụ này rồi lại sang vụ khác rồi vẫn làm cái lạc là, là, là là có hiệu quả thu nhập cao hơn. Lạc không phải là loại cây trồng mới tại xã Tân Mỹ, nhưng từ sự định hướng và vận động của địa phương, người dân đưa vào canh tác với quy mô lớn theo hướng tập trung, có sự hỗ trợ từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đến nay phát triển lên gần 40 ha, chủ yếu là lạc đỏ và lạc trắng. Đồng hành cùng người trồng lạc là các dự án, chương trình của Trung ương, của tỉnh cung cấp cây giống, phân bón, ni lông và bao tiêu đầu ra. Đặc biệt, giống lạc đen thảo dược CNC1 được Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai, đang giúp đa dạng hóa sản phẩm, mang lại lợi ích cho người dân. Giống lạc đen cnc 1 là nó phát triển rất là tốt. Hơn nữa thì là nó tỷ lệ về củ ấy là đối với từng vụ nếu mà vụ vụ đông với lại vụ xuân nên là tỷ lệ củ nó cho rất là nhiều sản lượng với lại cái phần phần dinh dưỡng thì so với các lạc khác thì cây lạc đen nó mang lại giá trị dinh dưỡng rất là cao hàng năm thì chúng tôi giao chỉ tiêu đến các thôn là khoảng 300 ha thì, thì đối với cây lạc thì trên địa bàn xã là cũng là một thế mạnh do vậy thì chúng tôi cũng đã đăng ký đối với sản phẩm lạc là sẽ thực hiện cái chương trình mỗi xã một sản phẩm thì thực hiện đối với cây lạc là đưa cây lạc vào làm sản phẩm ô cốp thì đến hiện tại thì chúng tôi cũng đã xây dựng được vùng nguyên liệu là 10 ha ở tại thôn bản chẳng thì ngoài ra thì cũng mở rộng diện tích ra các thôn và trong năm nay thì chúng tôi cũng đã thực hiện các thủ tục hồ sơ để đề nghị sản phẩm lạc là trở thành sản phẩm ô cốp ba sao tại xã Tân Mỹ những đồng đất đang được phủ xanh bằng cây lạc nhiều gia đình có điều kiện sửa sang nhà cửa, đầu tư cho con học tập cũng nhờ loại cây trồng này không chỉ mang lại giá trị về kinh tế từ cách làm của địa phương bà con đã thay đổi tập quán và tư duy trong sản xuất nông nghiệp góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương tị trong nước. Theo dự báo từ Bộ Công thương, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam năm nay có thể đạt từ 60 đến 61 tỷ đô la Mỹ, là một mức tăng trưởng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động. Theo đại diện Bộ Công thương, ngành nông sản đang được đẩy mạnh phát triển theo hướng gia tăng chất lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu. Việt Nam đã ký kết và thực thi nhiều hiệp định thương mại tự do FTA giúp các sản phẩm nông lâm thủy sản tiếp cận với các thị trường lớn trong lĩnh vực thủy sản, Việt Nam tiếp tục là một trong những nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu với các sản phẩm chủ lực như tôm và cá cha. Việc đẩy mạnh xuất khẩu nông lâm thủy sản cũng đối mặt với một số thách thức, đặc biệt là các quy định ngày càng nghiêm ngặt về kiểm dịch và tiêu chuẩn chất lượng từ các nước nhập khẩu. Để đáp ứng yêu cầu này, ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và thủy sản đã có sự cải tiến về công nghệ và quy trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt chuẩn quốc tế và giữ vững thương hiệu Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu vừa gửi nhiều kiến nghị đến thủ tướng và loạt bộ ngành liên quan đến việc thực hiện giải pháp để bình ổn thị trường xăng dầu trong thời gian tới. Theo đó, chính phủ cần có động thái dứt khoát trong việc tách các doanh nghiệp đầu mối ra khỏi hệ thống bán lẻ xăng dầu để các cửa hàng hạch toán độc lập về tài chính và pháp nhân điều hành, cho doanh nghiệp bán lẻ, thương nhân phân phối được quyền mua xăng dầu từ nhiều nguồn khác nhau để điều tiết nguồn hàng theo quy luật kinh tế thị trường đồng thời kiến nghị chính phủ nghiên cứu xây dựng và đề xuất ban hành luật xăng dầu và cần sớm nghiên cứu hành lang pháp lý cho lập sàn xăng dầu trong năm 2025 để phục vụ nhu cầu mua bán xăng dầu nội địa. Trở lại với các thông tin trong tỉnh, trong thời gian qua cùng với sản xuất nông lâm nghiệp thì việc quảng bá các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp cũng được quan tâm thực hiện, giúp người tiêu dùng biết đến nhiều hơn các sản phẩm này của địa phương. trên 5.000 mặt hàng được bày bán tại cửa hàng này. Lượng khách đến mua bán hàng ngày đông, tạo doanh thu tốt. Nhiều sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực, ô cốp của tỉnh. Nhiều người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm này vì ngoài chất lượng đảm bảo còn góp phần giúp quảng bá tốt hơn trên thị trường. Việc mà lựa chọn những cái thực phẩm sạch đảm bảo nguồn gốc rõ ràng thì hàng ngày thì về rau quả sạch cũng như là các sản phẩm ô cốp hay là đồ ăn chế biến sẵn thì gia đình là ngày hai lượt là sử dụng sản phẩm của Sơn nhung. ạ. À. đương nhiên là phải có niềm tin và và an tâm về nguồn gốc xuất xứ thì mới trở thành khách hàng thường xuyên ở đây. được. Chúng tôi cũng rất là muốn mang những sản phẩm nông sản của địa phương mình vươn xa hơn nữa qua các nền tảng xã hội và sàn thương mại điện tử quảng bá và đưa cái nông sản của địa phương vươn xa hơn nữa tỉnh Tuyên Quang hiện có gần 250 sản phẩm được chứng nhận ô cốp từ 3 sao trở lên. Trong thời gian qua, các ngành địa phương triển khai nhiều hoạt động kết nối chuỗi sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc sản. Nhiều trung tâm, điểm bán hàng tại các địa phương mà lại hiệu quả cao trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Qua nhiều kênh giới thiệu quảng bá, người tiêu dùng hình thành thói quen lựa chọn sử dụng sản phẩm ô cốp cùng với bán hàng trực tiếp, các đơn vị phát triển các hình thức kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử qua các kênh mạng xã hội các trang web. Đối tượng khách hàng cũng vì thế mà mở rộng hơn, góp phần phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và khách thập phương. Hội nông dân tỉnh cũng sẽ tích cực để đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, đưa sản phẩm lên website và quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn nông dân tối ưu hóa được các trang Zalo, các trang fanpage để giúp nông dân có thể đưa được các sản phẩm lên các trang mạng xã hội. Việc tăng cường quảng bá giới thiệu các sản phẩm đặc trưng ô cốt của tỉnh đã giúp đưa các sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, qua đó thúc đẩy tiêu thụ, nâng cao giá trị kinh tế. Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương là một trong những đơn vị y tế uy tín tại khu vực phía Bắc với hơn 14 năm kinh nghiệm. Bệnh viện đã không ngừng phát triển, mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho cộng đồng. Hội thảo khoa học điều dưỡng kỹ thuật lần thứ nhất được tổ chức tại đây thể hiện sự quan tâm đặc biệt của bệnh viện này trong việc không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ điều dưỡng. Hội thảo là diễn đàn trao đổi thông tin kinh nghiệm nghề nghiệp, chia sẻ các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điều dưỡng của các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước. Đây là cơ hội để đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên và các nhà khoa học trong và ngoài nước chia sẻ kiến thức kinh nghiệm, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý, đào tạo hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đối với bên riêng hệ thống y tế Hùng Vương thì thật sự là rất là có ý nghĩa bởi vì đây là một cái cơ hội để cho các bạn điều dưỡng có thể là được giao lưu học hỏi những cái kỹ thuật tiên tiến nhất và được cập nhật những cái kiến thức tốt nhất để mang những cái kiến thức đó về phục vụ cho người bệnh. Hội nghị này nó sẽ giúp là gì ạ? Nâng cao cái năng lực mà nghiên cứu khoa học của điều dưỡng và đây là những cái cơ hội mà để điều dưỡng có thể thể hiện mình được, có thể chia sẻ những kinh nghiệm với lại các đồng nghiệp trên toàn quốc ạ. Với đội ngũ y bác sĩ tận tâm và hệ thống trang thiết bị hiện đại, bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tự hào cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu và chất lượng cao. Bệnh viện hiện có trên 400 điều dưỡng viên, những người giữ vai trò quan trọng trong hệ thống y tế. Với sự tận tụy và chuyên nghiệp, đội ngũ điều dưỡng không chỉ chăm sóc mà còn luôn đồng hành mang đến sự an tâm cho mỗi bệnh nhân. Bệnh viện chú trọng vào đào tạo và phát triển chuyên môn cho đội ngũ điều dưỡng. Hiện tại thì tôi đang ở đây tại bệnh viện Hồng Vương, tôi đã có một khoảng thời gian để cố vấn đào tạo các bạn ấy trong công tác chăm sóc điều dưỡng và um, sau đó thì tôi đánh giá là các bạn ấy rất là chuyên nghiệp trong công tác chăm sóc cũng như là hỗ trợ bệnh nhân. Với phương châm nơi trao gửi niềm tin, nâng niu sự sống, bệnh viện Đa khoa Hồng Vương luôn hướng tới sự hoàn hảo trong chăm sóc y tế, cam kết luôn đồng hành và mang đến sự chăm sóc tận tình, chuyên nghiệp cho người dân. Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh đã tổ chức gia quân phối hợp tuyên truyền kết hợp tuần tra kiểm soát xử lý học sinh vi phạm sau gần một tháng thực hiện từng bước nâng cao nhận thức của học sinh về thực hiện an toàn giao thông. Một trong những hoạt động tuyên truyền nổi bật trong tháng thực hiện cao điểm là sự phối hợp tuyên truyền luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa giữa các đơn vị trường học với lực lượng cảnh sát giao thông. Từ các buổi ngoại khóa, các em học sinh có những hiểu biết thêm về luật, kiến thức để nâng cao ý thức hơn trong việc tham gia giao thông, tự bảo vệ mình và những người xung quanh chúng tôi thì thường xuyên là tuyên truyền tới các bạn một số những kỹ năng ví dụ như là cách chọn và đội mũ bảo hiểm đúng cách, các tư thế lái xe an toàn và đặc biệt là giúp các bạn trải nghiệm một số những cái tình huống lái xe an toàn. Đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh lập biên bản gần 600 trường hợp, phạt tiền gần 300 triệu đồng, tạm giữ trên 400 phương tiện. Qua công tác xử lý vi phạm, các lỗi chủ yếu là giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Trong tháng cao điểm việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của phụ huynh và các em học sinh. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhà trường để một mặt là tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các các cháu học sinh bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát theo cái nội dung mà chỉ thị số 31 của thủ tướng chính phủ đã quy định lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh như công an các huyện và thành phố đồng loạt ra quân kiểm tra thường xuyên ngoài ra thì chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong học sinh cũng như là sinh viên tham gia giao thông được đảm bảo an toàn và chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Việc lực lượng cảnh sát giao thông xử lý vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh đã nhận được sự ủng hộ từ nhà trường đến các bậc phụ huynh. Việc này sẽ được triển khai thường xuyên với tinh thần kiên quyết xử lý nghiêm nhằm hình thành thói quen về chấp hành pháp luật giao thông cho các em học sinh trong các nhà trường. Tin Thế Giới, theo kết quả kiểm phiếu của bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần thứ 50 vừa được công bố vào sáng nay 28 tháng 10, Liên minh cầm quyền giữa Đảng Tự do Dân Chủ và Đảng Công Minh đã không giành được số ghế quá bán. Đây sẽ là một vấn đề rất lớn đối với chính trường Nhật Bản trong thời gian tới. Theo kết quả chính thức vừa được công bố, Đảng Tự do Dân Chủ giành được 191 ghế, Đảng Công Minh giành được 24 ghế. Theo đó, Liên minh cầm quyền chỉ giành được 215 ghế, giảm 64 so với 279 ghế của lần bầu cử trước. Trong khi đó, tổng số ghế mà tất cả các đảng đối lập giành được là 250 ghế. Riêng Đảng Dân chủ Lập hiến, đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản, giành được 148 ghế, tăng 50 ghế so với 98 ghế trước đây. Việc Liên minh cầm quyền mất kiểm soát đa số tại Hạ viện lần đầu tiên sau 15 năm có thể khiến họ buộc phải tìm kiếm sự ủng hộ từ bên ngoài để tiếp tục nắm quyền, dù là từ những nghị sĩ độc lập hay các đảng đối lập trong nỗ lực nhằm hạ nhiệt tình hình tại khu vực Trung Đông, hôm qua, Ai Cập thông báo đã nỗ lực khởi động sáng kiến mới về một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 ngày ở giải Gaza để tạo điều kiện cho việc trao đổi con tin và tạo tiền đề cho một lệnh ngừng bắn dài hơn. Tổng thống Ai Cập cho biết, sáng kiến này là bước đi sơ bộ cho một lệnh ngừng bắn kéo dài hơn, khi các cuộc đàm phán sau đó sẽ thảo luận về một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và đảm bảo viện trợ được đưa vào Gaza. Ông NCC cũng nêu về tình trạng nhân đạo thảm khốc tại Gaza khi người dân Palestine phải chịu đựng một cuộc bao vây cực kỳ khắc nghiệt và đang ở gần bờ vực của nạn đói, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa viện trợ nhân đạo vào giải đất này. Trong diễn biến liên quan, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến họp vào ngày hôm nay, 28 tháng 10 giờ địa phương để thảo luận về cuộc tấn công của Israel vào Iran. Ngăn chặn biến đổi khí hậu đang trở thành vấn đề cấp bách và được xem là trách nhiệm không của riêng ai. Ngay cả trẻ em cũng có thể góp phần bảo vệ hành tinh xanh. Và tại Đức, một cậu bé 11 tuổi đã miệt mài trong khoảng 2 năm qua với dự án trồng 17.000 cây xanh nhằm góp phần hạn chế biến đổi khí hậu. Em Lenny Kraut sống ở thị trấn Kaben, bang Hessen, Đức. Ý tưởng trong rừng đến với cậu bé sau một kỳ nghỉ cùng gia đình. Khi ấy em nhìn thấy rất nhiều cây xanh bị héo úa và chặt phá. Do đó, sau khi trở về thị trấn Kaben, cậu bé 11 tuổi này đã quyết định triển khai dự án trồng rừng. Nhờ sự hỗ trợ của giới chức và người dân thị trấn Kaben, sự phổ biến của mạng xã hội và bản tin của đài truyền hình địa phương, nên việc làm ý nghĩa của Lenny Karaut ngày càng được nhiều người biết đến. Trong khoảng 2 năm qua, em đã gây quỹ được hàng chục ngàn euro cho dự án của mình. Nhờ đó, em đã trồng được khoảng 17.000 cây xanh trên khu đất được chính quyền địa phương cung cấp. Hiện cậu bé đang ấp ủ những kế hoạch mới để mở rộng dự án ý nghĩa của mình. Hưởng ứng không khí lễ hội Halloween đang tràn ngập khắp thế giới, ngày 27 tháng 10, một chương trình biểu diễn thời trang đặc biệt với tâm điểm là các em thú cưng được trưng diện và hóa trang hết sức cầu kỳ đã diễn ra tại đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc. Tham dự sự kiện, 40 chú chó và mèo đã cùng khoác lên mình những bộ trang phục đa dạng. Các giám khảo của chương trình sẽ chấm điểm dựa trên sự tương tác giữa chủ nhân và thú cưng cùng sự sáng tạo cho bộ trang phục dự thi. Ban tổ chức sự kiện cũng cho biết, chương trình sẽ giúp con người và vật nuôi tăng cường tương tác và có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong mùa Halloween. cập nhật. Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2025, một số đối tượng không có lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã có một chương riêng với bốn điều khoản quy định chế độ trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó, trợ cấp hưu trí là chế độ an sinh mới sẽ được áp dụng khi luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội bao gồm hai nhóm. Cụ thể, nhóm thứ nhất là công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ 3 điều kiện. Đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội Nhóm thứ hai là công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện 2 và 3 trong nhóm thứ nhất. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang, sau đây sẽ là thông tin về tình hình thời tiết các địa phương trong tỉnh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.